Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Thì các bác ơi, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4. Hôm nay em lên các bác vài em mã mi mộc các bác nhá. Hôm nay em sẽ quay trong học luôn này các bác này. Thì em này mang mã số là 3232 các bác nhá. Em này là một em họa mi bộ to các bác nhá. Các bác nhìn bộ này. Bộ to đầu mặt đẹp các bác nhá. Con này thì em dí mái vào và kích điện thoại lắc lư gật gù múa lân muốn hót rồi các bác nhá. Anh em mang về chắc 1 2 hôm là con chim này hót luôn. Đây. Đầu mặt đây các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Em gọi mồm nhá. Đấy. Gọi này về nhà các bác phát hot ngay. Con này thì giao lưu với anh em là giá là 2 triệu con nhá. Mã số là 32 các bác nhá. Đấy các bác thấy thái độ muốn hot đấy, kích điện thoại là muốn hot rồi. Thái độ rất là tốt các bác nhá. Độ mặt rất là đẹp con chim này luôn. Mặt xanh các bác nhá. Chân cành đào các bác nhá. Đấy, xì được mái nhá. Đấy thì là bác nào bộ kết em này thì alo cho em nhá. Đấy, em xin phép và dừng em mã số 3232 nhá và chuyển sang mã 3233 các bác nhá. Đây con nhá, em sẽ chuyển sang em họa mi mang mã số là 3233 các bác nhá. 3233 một em họa mi đẹp có nhá. Nói chung là em này thì bộ khá là ok, sim rất là tĩnh con nhá. Đấy, chim nó hơi mệt một chút con nhá, vì đi đường xa về chưa được nghỉ ngơi gì. Quay chân thì các bác xem trước nhá, rồi tí nữa thì nó sẽ lên thì quay đầu mặt con nhá. Đó, chân khá là đẹp con nhá, chân cành đào. Con chim này khá là tĩnh, chim nó đang ngửa đứng dưới sàn. Đấy, đang dưới sàn các bạn. Đang dưới sàn các nhá. Đấy, lên rồi, lên sàn rồi. Con này bản đuôi khá là to các nhá. Bản đuôi khá là to luôn. Bản đuôi khá là to. Các nhá, bản đuôi khá là to luôn các bạn. Hơi nhảy nhảy một chút. Con này thì giao lưu với anh em là 1 triệu 600 nghìn các bác nhá. Các bác nhá, 1 triệu 600 nghìn em họa mi này. Em họa mi này quay sát đầu mặt cho các bác xem này. Vướng cái gì này. Đó, em này giao lưu với các bác là 1 triệu 600 nghìn các bác nhá. Anh em bộ kết alo cho em nhé các bác nhá. Quay đầu mặt cho các bác xem này, cái mắt của nó nhá. Hơi bị mờ một tí. Đó, rồi em xin phép kết thúc mà em mã số là 3233 và kết sang 2234 các bác nhá. Rồi, tiếp theo em xin mời các bác ngắm em họa mi mang mã số là 3234 các bác nhá. Đấy, em họa mi mang mã số 3234 này, một em họa mi mất lông đuôi các bác nhá. Mất lông đuôi và nó bị trổ lồng các bác nhá. Nhưng con này thì bây giờ nó khá là tĩnh rồi. Các bác ạ, thời tiết là mùa nóng như này là con chim nó rất là nhảy một tí nó mệt luôn các bác. Nhảy một tí nó mệt luôn. Đầu mặt xước xác như này nhá, anh em về anh em phục hồi lại.
Nói chung là mi mọc mà, nhiều con không tránh đâu các bạn. Nhưng sau này nó mà căng điện thì nó chơi lại hoàn toàn một lĩnh vực khác luôn các bạn nhé. Đấy, em này thì khá là ok. Còn con lông lá nó mất một tí thôi, hơi xấu một chút thôi. Đây, chân này các bạn nhé. Chân thì nó vướng cái này này, nó hơi vô duyên một tí nên em không quay được chân kỹ cho các bác. Nhưng mà chân trước thì ok nhé các bạn nhé. Bảo hành cho anh em là móng gối đầy đủ các bạn. Đó. Đấy, với một em họa mi, ví dụ như em họa mi mang mã số là 3234 này, thì em giao lưu với anh em là giá là 1.400.000 các bác nhá. 1.400.000 cho em họa mi mang mã số là 3234. 3234 1.400.000 các bác nhá. Các bác nhìn đầu mặt này, bóng gỗ này. Con này khung to các bác nhá. Con này khung rất là to luôn các bạn. Đó, 1.400.000 em này nhá. Anh em nào bổ kết thì lấy thôi. Đó, 3234, 1.400.000 các bác nhá. 1.400.000 cho em 3234 này. Rồi em sẽ kết thúc cái video của em 3234 và chuyển sang mã 3235 nhá. Các bác nhá. Anh em bổ kết thì alo em nhá. Rồi. Tiếp theo em lên cho các bác một em siêu mẫu luôn các bác nhá. Em này mang mã số là 3235. Em mọ mi mang mã số 3235 nhá. Một em mọ mi rất là đẹp các bác nhá. Bộ rất là ok này các bác này. Đó. Quay cho các bác xem đầu mặt em này nhá. Em này thì đẹp chấm hết rồi các bác. Con này như là mắt bã trầu thôi. Mùa hè mùa nóng thì nó rất là ấy các bạn. Mùa nóng thì nó rất là mùa nóng này nó rất là nhanh mệt các bác nhé. Chỉ cần hơi động khẽ một tí là nó há mồm thôi, các bác thông cảm nhé. Con này thì bóng bộ mượt mà các bác nhé, chân rất là đẹp này con này, chân đỏ luôn. Con này thì em giao lưu với các bác là 1.900.000 các bác nhé. 1.900.000 em họa mi này nhé các bác nhé. Em này rất là đẹp luôn các bạn, bản đuôi cũng khá là to các bác nhé. Và để trong hộc này thì nó đang tĩnh chim thôi. Con này giá ngũ trường các bạn. Đó. Đó, em này thì giá là 1.900.000 cho anh em nào bổ kết nhé. Em zoom đầu mặt cho các bác xem này. Em quay rất là thực tế các bác nhé. Đây là anh em yên tâm nhé. Ui, ui cái gì ấy? Đấy. Rất là thực tế cho các bác nhé. 1.900.000 nhé. Em này rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Rồi anh em nào bổ kết em này thì alo em nhé. Bây giờ sẽ chuyển cho mã số là 3236 cho các bác nhé. Rồi các bác ơi, tiếp theo là một em họa mi mang mã số là 3236 các bác nhá. Em này là một em mi mái các bác, một em mi mái. Đó, em mi mái này người thon gọn nha các bác nhá. Anh em nào mà bổ kết em mi mái này thì là em giao lưu với các bác là 1.100.000 các bác nhá. Mang mã số là 3236 các bác. 1.100.000 nhá, lông lá đầy đủ nhá, bóng bộ cũng khá là ok. Anh em về anh em nuôi anh em chăm sóc thêm các bác ạ. Chim nó ở trong lồng chưa được tắm rửa nên là nhìn con chim nó không được lông lá không được mượt mà cho lắm coi nhá. Anh em bổ kết thì anh em cứ chăm thêm thôi là con chim nó sẽ chơi thôi các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Hả?
Đó em mi mái này nhá, bạn nào bốc kết thì alo em nhá. 1.100.000 các bác nhá. Nói chung là chim cò mùa này em không được tắm nên là lông lá nó rất là nhanh sơ các bác nhá. Anh em thoải mái ngắm nhé các bác nhé. Anh em kết con nào thì ơi em. Rồi em sẽ xin phép mà kết thúc em mã số là 3236 và chuyển ra em cuối cùng là em mã số là 3237 các bác nhá. Rồi tiếp theo các bác nhá, là em mã số là 3237, cũng là một em họa mi mang mã số cuối cùng của phiên bán hàng của em ngày hôm nay. Em mã số là 3237 này là một em họa mi mái các bác nhá. Lông đuôi mất nhưng mà đang mọc rồi này các bác này, đây. Các bác nhìn thấy cái lông đuôi nó đang mọc chưa? Con này chỉ khoảng tầm 15 đến 20 ngày nữa, 20 ngày nữa thôi là nó hoàn thiện bộ lông các bác nhá. Em mái này là một em mái khá là đẹp các bạn, bóng bộ đẹp, mượt mà, người rất là thon gọn, rất là đẹp các bác nhá. Thì con này thì anh em về nuôi thêm lông đuôi thì em giao lưu với anh em là 1.100.000 các bác nhá. 1.100.000 đó. Đó. Thấy chưa các bác, thấy chưa? Con chim rất là đẹp các bác nhá. Bóng bộ rất là đẹp luôn, họa nét. Đầu mặt đẹp, chân cành đào các bác nhá. Đuôi đang ra là khoảng tầm 2-3 phân rồi. Những con chim này ở trong lồng cũng phải được 2 tháng rồi các bác nhá. Nhảy khôn rồi các bạn, nhảy khôn rồi, nhảy không đâm mặt các bác nhá. Nói chung là thời tiết này nó hơi nóng, hôm nay thấy tuyên quang của em nó hơi nóng các bạn. Nên là các bác thông cảm nhá, chim nó há mồm ra chứ không phải là em xua đuổi hay như nào đâu. Đó, bác nào bồ kết thì alo cho em. Đó. Anh em bồ kết thì alo cho em nhá. 3237 giá 1.100.000, lông đuôi đang mọc, chim không tật lỗi nhỏ các bạn. Mới đăng một tiếng mà đã được mấy trăm lượt xem. Đó. Không một tật lỗi gì đâu nha. Rồi. Em xin phép kết thúc em mã số là 3237 các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Bắt đầu bổ kết con nào thì alo cho em nhá. Xin chào tất cả các bác.